Ngày xưa, ở một vùng đất xa thật xa, có một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Một ngày kia, khi mẹ mất, ba cô đã lấy vợ kế. Người mẹ kế xấu xa, có hai cô con gái cũng xấu xa y như bà. Người mẹ kế và hai chị kế đối xử với cô rất tệ bạc. Mày không được ngồi cùng bàn với chúng tao đâu. Phải, mày không có tư cách ngồi với chúng tao. Ôi, cái ly rớt rồi kìa. Nhanh lên và dọn sạch đi lỡ lem mà. Khi mọi người đi chơi vui vẻ thì cô phải ở nhà và làm việc nhà rất nặng nhọc. Người ở nhà gọi cô là lọ lem. Khi mệt mỏi, cô thường hay ngồi trước lò sưởi, đặt con mèo của cô vào vạt áo và cố gắng lấy lại tinh thần khi ngọn lửa sắp tàn. Một buổi sáng đẹp trời, mọi người nhận được lời mời từ cung điện. Một buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức ở cung điện theo lời mời của hoàng tử. Và tất cả các cô gái đến tuổi kết hôn sẽ được mời đến tham dự. Trong khi mẹ kế chuẩn bị cho hai cô con gái đến buổi khiêu vũ, lọ lem cũng miễn cưỡng giúp họ. Con phải là người đẹp nhất trong buổi khiêu vũ. Hoàng tử sẽ phải thích con. Sao con lại không được đến? Mọi cô gái đến tuổi kết hôn đều được mời mà. Cái gì? Mày đòi tham dự buổi khiêu vũ với trang phục này á? Đến ngày diễn ra buổi khiêu vũ, một mình ở nhà, lọ lem không kìm được nước mắt. Cô bắt đầu khóc. Ngay lúc đó, một ánh sáng phát ra từ lò sưởi. Từ trong ánh sáng đó xuất hiện một bà tiên xinh đẹp. Lọ lem không thể tin vào mắt mình, vì bà tiên đó chính là mẹ của mình. Mẹ ơi! Chào con gái yêu, mẹ đến để giúp con đây. Con cũng sẽ được đến buổi khiêu vũ trong cung điện. Thật hả mẹ? Nhưng bằng cách nào? Mẹ sẽ giúp con. Nào, hãy hái cho mẹ quả bí ngô lớn nhất trong vườn, và mèo con nhanh nhanh bắt cho ta 7 con chuột. Bằng một cái đũa phép, bà tiên biến bí ngô thành một xe ngựa tuyệt đẹp. Sau đó, bà chỉ cái đũa phép vào mấy con chuột. Một con chuột biến thành tài xế và 6 con kia biến thành những con ngựa tuyệt đẹp. Bây giờ đến lượt con. Con trông như một công chúa. Nhưng mẹ ơi, con lại không biết nhảy đâu. Lỡ như hoàng tử muốn con nhảy thì phải làm sao? Với đôi giày kỳ diệu này, con sẽ nhảy hay nhất trong buổi khiêu vũ. Con phải nhảy với hoàng tử nhé. À, đừng quên nhé con yêu. Phép thuật này sẽ biến mất vào lúc nửa đêm, cho nên con phải rời khỏi buổi khiêu vũ trước khi đồng hồ chạm mốc 12. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ rời đi trước lúc nửa đêm, con hứa. Mẹ ơi, con sẽ lại được gặp mẹ chứ? Mẹ luôn luôn ở bên con. Khi lọ lem lộng lẫy và xinh đẹp bước vào cung điện, mọi người đều quay đầu về phía cô. Ngay cả các chị kế cũng không nhận ra cô. Và tất nhiên, lọ hoàng tử đẹp trai cũng bị quyến rũ bởi sắc đẹp của cô. Nhà vua và hoàng hậu cũng rất quý mến lọ lem. Như vậy mới gọi là công chúa chứ. Hoàng tử nhanh chóng mời lọ lem nhảy. Nhờ vào đôi giày thần kỳ, lọ lem nhảy lướt trên sàn. Người mẹ kế và các chị kế không nói nên lời trước vẻ đẹp của cô và nổi điên lên vì ganh tị. Lọ lem rất hạnh phúc và không nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh, và hoàn toàn quên mất lời hứa với mẹ. Bất chợt nhìn thấy đồng hồ trên tường, đã gần đến nửa đêm. Rời khỏi chỗ hoàng tử đang đứng, cô chạy nhanh xuống cầu thang phòng khiêu vũ. Và trong khi chạy, một chiếc giày thần kỳ trượt khỏi chân, nhưng không đủ thời gian để quay lại nhặt. Đuổi theo lọ lem, hoàng tử thấy chiếc giày nằm ngay cầu thang. Phải tìm chủ nhân chiếc giày ngay lập tức cho ta. Nếu cần thì có thể đi khắp cả nước để tìm cho bằng được. Người ta đi khắp cả nước,
gõ mọi cánh cửa và cho tất cả các cô gái trẻ thử giày. Nhưng không có ai đi vừa chiếc giày. Cuối cùng, họ đi đến nhà lọ lem. Cả hai chị kế cũng thử giày. Cố gắng một chút nữa là vừa thôi, cố lên. Đúng đúng, chân con gái tôi chỉ bị sưng một chút vì nó đang bị bệnh. Nhưng chiếc giày không vừa chân của cả hai chị em. Người đàn ông nói rằng thủ lĩnh của họ đã thấy một cô gái khác trong nhà. Còn một cô gái trẻ ở trong nhà kìa. Ngay khi lọ lem xỏ chân vào chiếc giày thì người ta đã biết chiếc giày là của cô, vì chiếc giày vừa khít chân cô. Xin mời cô hãy về cung điện với chúng tôi nhé cô gái trẻ. Hoàng tử đang đợi cô đó. Người của hoàng tử dẫn lọ lem đến cung điện. Khi hoàng tử thấy lọ lem, anh nhận ra là lọ lem gay và rất vui khi thấy cô. Hoàng tử lập tức quỳ xuống và cầu hôn cô. Em hãy cưới anh nhé, công chúa của anh. Lọ lem vui vẻ đồng ý ngay với lời đề nghị của hoàng tử. Và họ sống rất hạnh phúc mãi về sau. Nhưng làm thế nào mà chiếc giày vẫn không mất đi phép màu? Mẹ luôn luôn ở bên con. Dĩ nhiên rồi, mẹ là mẹ của con mãi mãi.